Ok, xin chào tất cả các anh chị, Nhật Hoài đã quay trở lại đây. Đây là video phân tích cuối tuần thị trường vàng Forex chứng khoán Mỹ, chứng khoán Việt Nam theo Bob Fromman Production. Dạo gần đây thì Hoài không có phân tích crypto bởi vì thị trường Bitcoin nó mang tính chất đi ngang là nhiều, cho nên là không có nhiều cơ hội để mà chúng ta phân tích. Nhưng mà chúng ta vẫn có rất là nhiều cơ hội để mà kiếm lợi nhuận từ những thị trường khác, đặc biệt là thị trường vàng, tiền tệ và chứng khoán. Ok anh chị ha, chúng ta cùng đi vào video đánh giá xem cái tuần vừa qua chúng ta đã có những giao dịch như thế nào và kế hoạch giao dịch cho tuần tới nha. Ok, mời anh chị bấm vào phần mô tả hoặc là comment đầu tiên tham gia vào kênh Telegram của Hoài, download những cái slide tài liệu miễn phí nè, bấm vào những cái tin nhắn ghim nè. Sẽ là tất cả những cái slide tài liệu miễn phí mà Hoài đã đăng tải ở đây. Và anh chị có thể bấm vào tên của kênh, bấm vào phần file này, đó sẽ có tất cả những cái slide tổng hợp mà Hoài đã từng đăng. Ok, mình quay trở lại video. Thì đầu tiên là thị trường vàng, chúng ta thấy vàng gần đây Hoài chỉ có hai giao dịch, một giao dịch đó là mô hình VCB, giao dịch thứ hai là khi giá phá vỡ lên khỏi khối hành vi giá, cái cụm này chính là khối hành vi giá nè anh chị. Đấy, đây chính là cái cụm khối hành vi giá. Thì sau cái cú phá vỡ, khi giá phá vỡ lên như thế này, họ thực hiện giao dịch mua và cái trade này họ kết thúc với khoảng chừng 2,5 R lợi nhuận. Đấy, như vậy đó là một giao dịch rất là tốt. Thì thời gian sắp tới chúng ta thấy vàng sau khi có một sóng hồi, mình thấy nó có một sóng hồi nhẹ về đường trung bình và giá nó bật lên sau khi chạm vào đường trung bình, cho thấy là cái xu hướng của vàng nó vẫn còn đang rất là bền vững và chưa có dấu hiệu bị đe dọa gì cả. Những cái xu hướng mà bị đe dọa thường là đóng cửa rất là dứt khoát bên dưới đường trung bình bằng những cái thanh nến giảm sức mạnh. Đó, chúng ta thấy có một cái cú bật lên ngay tại vị trí là chạm vào đường trung bình thì nó bật lên, thì chúng ta thấy trên cái thị trường này cái lực cầu nó vẫn đang rất là tốt. Hiện tại nếu mà giá tiếp cận cái đường biên trên này, anh chị hình dung nè, tiếp cận cái đường biên trên này và tích lũy một cái đoạn nén mỏng ha, dày đặc quanh khu vực này, rồi khi giá phá vỡ lên chúng ta có thể mua được. Như vậy chúng ta gọi đây là setup cú phá vỡ khối hành vi giá anh chị ha, khi giá phá vỡ lên. Thì bản thân nó cũng là một cái mô hình VCB theo cái kích thước nhỏ. Nhưng về cơ bản thì tất cả những setup nó cũng đều chỉ về một cái hướng thôi. Tiếp theo là cặp tiền ACAD. Với cặp tiền này chúng ta đã thấy có cú phá vỡ đầu tiên ngay tại vị trí này. Cú phá vỡ đầu tiên đó là thanh nến đầu tiên trong cái con sóng kéo ngược. Anh chị để ý cái con sóng kéo ngược nè, đâu là thanh nến đầu tiên mà nó phá ra qua đỉnh trước nó, có phải là nến này không ạ? Chính xác anh chị ha, phá qua đỉnh trước đó. Thì chúng ta sẽ chờ cho cái sóng mà cú phá vỡ đầu tiên này bị thất bại bằng một cái nến giảm xuống. Đó. Thì trong trường hợp nếu mà giá tăng lại thêm một lần nữa, anh chị hình dung này, nếu mà giá nó tiếp tục nó tăng lên thêm một lần nữa. Sorry anh chị, hồi vẽ không có được đó, không có chuẩn được đó. Nếu mà giá giảm xuống rồi sau đó bật tăng lên một lần nữa phá đỉnh trước đó, thì đây sẽ là cú phá vỡ thứ hai. Nó sẽ tạo ra một mô hình gọi là mô hình hai đáy. Đó. Hoặc là mô hình chữ W kích hoạt một cái sóng tăng sắp tới. Đó là một setup để mà chúng ta bắt sóng kéo ngược theo bộ 7 setup của Bob Fromman. Nếu anh chị mới đến với kênh thì Hoài rất rất khuyến nghị anh chị nên xem cái series Bob Fromman Scalping. Viết chữ Scalping thì giống như là lướt sóng đó anh chị ha. Nhưng tất cả những setup này chúng ta đều có thể áp dụng trên những cái khung thời gian khác. Tiếp theo là EA. Với cặp tiền này thì nó đang trong xu hướng giảm và sau một sóng kéo ngược anh chị ha. Mình thấy sóng kéo ngược hồi về ha. Rồi sau đó giá tích lũy đi ngang bằng một vài nến gì anh chị? Nến này là nến Doji. Đó, thì sau cái cụm nến Doji này giá giảm xuống và phá vỡ xuống. Như vậy kích hoạt một cái setup gọi là cú phá vỡ Doji đôi DD. Đó, và Hoài cũng đã thực hiện giao dịch bán này rồi vào ngày thứ sáu khi giá phá vỡ xuống. Dừng lỗ Hoài đặt phía trên cái đuôi nến pin 3 phía trên luôn ha, 1,635, và Hoài nhắm đến những cái mục tiêu chốt lời phía dưới. Thật ra là Hoài không chốt lời, Hoài chỉ đơn giản là vẽ ra cái này để mà thấy được cái những cái lợi nhuận mở của Hoài là được bao nhiêu R thôi, chứ Hoài không có đặt sẵn chốt lời ở vị trí nào, bởi vì Hoài chỉ áp dụng cái chiến lược đó là kéo trailing stop đến điểm cuối cùng với thị trường Forex. Nếu mình chị không muốn bán EA thì anh chị cũng có thể bán ECHF, bởi vì cặp tiền này đang bên trong một cái khối hành vi giá. Hiện tại chỉ cần giá có thể là tích lũy thêm hoặc phá vỡ xuống luôn cũng được, thì có thể kích hoạt một cái khối, một setup khối hành vi giá, hoặc mình có thể gọi đây là setup vùng phạm vi luôn cũng được ha. Đây chính là cũng là sự phá vỡ của vùng phạm vi. Nhưng mà mình tập trung vào cái khối hành vi giá quanh khu vực này, bởi vì
nó đang tôn trọng hơn, thị trường nó đang tôn trọng cái đường biên của cái hộp nhỏ này hơn. Đó, mình không có nên quá tập trung vào những cái đỉnh trước đó, mà mình nên tập trung vào cái những thanh nến ở lân cận hiện tại để mà vẽ ra đường biên cho nó chính xác. Ok, mình nên gọi đây là setup BB ha, hoặc là IRB, bởi vì nếu mà mình coi đây là một cái vùng phạm vi ha, một phạm vi, thì đây là cú phá vỡ bên trong vùng phạm vi IRB. Tất cả những setup này họ đã làm trong series performance cupping rồi, anh chị nên xem để có thể hiểu được cái ứng dụng và cái điều kiện giao dịch của từng setup. Theo là GG, với GG thì Hoài đã thực hiện một giao dịch mua theo setup ARB khi giá phá vỡ lần thứ hai ra khỏi cái vùng phạm vi này. Cái cú phá vỡ lần đầu tiên là ngay tại lần này ha, ngay tại cái thanh nến này, và ngay tại vị trí này thì giá nó đã phá lên mà không có một cái đoạn nén nào, thì đó là lý do mà giá nó rớt trở lại và tích lũy thêm. Thì khi giá phá vỡ thêm một lần nữa sau cái đoạn tích lũy này thì Hòa đã thực hiện giao dịch mua tiếp theo, và giao dịch này cũng đang lình xình quanh điểm hòa vốn thôi ha, không có cái tiến triển gì nhiều, và do đó họ cũng đã dời stop loss lên cao hơn ngay tại đường vàng. Trường hợp nếu mà anh chị chưa vào lệnh thì anh chị có thể chờ một cú phá vỡ thêm một lần nữa lên trên khỏi đường biên màu đen này đó, lên trên một lần nữa. Cơ bản ở đây là cái giai đoạn mà thị trường nó vẫn lình xình, nó chưa sẵn sàng để nó tăng thôi, và nó vẫn còn đang tiếp tục tích lũy bên trong một cái hộp nhỏ nữa. Thì bây giờ trường hợp nếu mà nó phá vỡ lên trên khu vực này nữa thì như vậy phía trên nó không còn kháng trở, anh chị hình dung ha, nếu không còn kháng trở thì khả năng nó tăng nó sẽ là mạnh hơn. Như vậy nếu mà anh chị chưa vào lệnh thì anh chị vào lệnh lúc sau này nó sẽ lợi thế hơn là anh chị vào lệnh trước đó. Như Hoài cơ bản là Hoài không biết được cái diễn biến thị trường sau khi vào lệnh nó như thế nào, cho nên bắt buộc phải hành động cái trường hợp mà nó phá vỡ lên thôi. Với GN này thì giá nó đã đâm lên khỏi, chị thể để ý là nó đâm lên một cái đường biên của một chiếc hộp, mà về cơ bản nó không có một đoạn nén nào mà nó chỉ đâm thẳng từ dưới nó đâm lên thôi. Đó là lý do mà giá nó mất đà ngay lập tức và sau đó hồi về trở lại bên dưới biên. Như vậy nếu mà chúng ta chờ được một cái đoạn nén thật là dày đặc bên dưới đường biên này rồi giá phá vỡ lên thì đó sẽ là một cái tín hiệu rất là tuyệt vời để chúng ta tiếp tục mua. Tiếp theo là thị trường chứng khoán Mỹ. Rồi đầu tiên là Hoài sẽ đi qua những cái lệnh mà Hoài đang chờ đợi hoặc là đang chuẩn bị vào hoặc là đã vào. Với cái mã QQQ chỉ số Nasdaq này thì Hoài vẫn chưa vào lệnh và Hoài vẫn sẽ chờ một cái đoạn tích lũy dài hơn bên dưới cái đường biên màu đỏ màu đen này. Và trường hợp nếu mà phá vỡ, giá phá vỡ lên thêm thì đây sẽ là setup ARB, chúng ta có thể thực hiện giao dịch. Về cơ bản setup này nó cũng tương tự với mô hình VCB, chị hình dung nè, đấy mình VCB ha. Đó, rất là rõ ràng và dễ thấy. Đó, bây giờ mình thấy những cái lần trũng của nó càng ngày nó càng cao dần và nó co hẹp dần. VCB là viết tắt của chữ Volatility Contraction Pattern anh chị, có nghĩa là mô hình thu hẹp độ biến động. Mình thấy cái độ biến động của nó càng ngày càng co hẹp lại dần. Những cái vùng trũng của nó càng ngày càng co hẹp lại dần và đến một thời điểm đó mà nó đến nén chặt đến mức bung ra khỏi một phía ha. Chúng ta gọi là cái điểm vị trí mà nó bung ra này chính là điểm pivot, pivot point. Thì đây là cái vị trí mà chúng ta sẽ thực hiện giao dịch mua khi giá phá vỡ lên. Theo khái niệm của Jesse Livermore, điểm pivot là cái vị trí mà một khi giá phá vỡ qua thì giá nó sẽ có xu hướng tăng mạnh. Nó giống như là một cái điểm bùng nổ anh chị, mình giải thích đơn giản là một cái điểm bùng nổ, và đó sẽ là vị trí lợi thế nhất để chúng ta mua vào cổ phiếu. Vì sao? Vì sau khi chúng ta mua, nếu mà chúng ta chọn đúng cái điểm mua và cổ phiếu tăng thì chúng ta sẽ có lãi rất là nhanh. Còn với so với những cái điểm mua khác thì những lần mà giá quay tích lũy và đi trong vùng trũng như thế này thì giá sẽ tăng rất là chậm. Thì khi mà giá tăng chậm thì chúng ta sẽ không có lãi kép cái tài khoản của chúng ta nhanh được. Còn nếu mà giá nó tăng nhanh, chúng ta bán khi giá đang tăng, chúng ta lấy khoản lợi nhuận đó chúng ta lại đắp vào một cái cổ phiếu khác chuẩn bị thoát ra khỏi mô hình VCB nữa, thì lợi nhuận của chúng ta kiếm được sẽ rất là nhanh trong cái khoảng thời gian ngắn. IBM là một cổ phiếu mà Hoài đã giữ rất là lâu rồi, và trên thực tế Hoài không có giữ toàn bộ số lượng cổ phiếu trong suốt giai đoạn này đâu, mà Hoài sẽ rải lệnh hay còn gọi là scale out. Mỗi lần những cái sóng tăng, giá tăng mạnh ha, tăng mạnh như thế này thì Hoài sẽ bán 1/2 vị thế. Nếu mà tiếp tục giá sau đó tăng mạnh thêm lên thêm một lần nữa thì Hoài lại tiếp tục bán 1/2 vị thế của cái phần còn lại nữa đó, và bây giờ họ chỉ còn giữ lại 1/4 vị thế của tất cả các lệnh của Hoài thôi, ngay từ điểm mua đầu tiên đến điểm nhồi thứ hai và điểm nhồi thứ ba. So tính theo cái điểm mua đầu tiên thì Hoài đang có chừng 8 R lợi nhuận. Ok anh chị ha, tổng hết tất cả lại thì khoảng có chừng khoảng mười mấy R gì đó. Nói chung là không có tính tổng chi mệt, miễn sao mình biết mình đang trade tốt là được rồi.
đó. Và trước mắt chúng ta sẽ thấy là có một cái ngày báo cáo thu nhập doanh thu của cổ phiếu ABN vào ngày 23 tháng 10, thì vào ngày 22 á, vào ngày trước đó một ngày thì họ sẽ cân nhắc chốt toàn bộ lệnh luôn, bởi vì thường sau một cái sóng tăng dài như thế này mà vào ngày earning thì thường á, mặc dù là earning báo cáo thu nhập doanh thu có tốt đi chăng nữa thì cổ phiếu nó cũng mất đà tăng, vì trước đó là cái đà tăng của nó đã được thể hiện qua hết trong cái chuyện hành động giá rồi. Tức là cái hy vọng, cái niềm tin và cái sự hồ hởi của nhà đầu tư với cái cổ phiếu này là đã được phản ánh bởi thị trường rồi, cho nên khi cái tin tức nó được công bố và nó được xác nhận đi chăng nữa thì lúc đó người ta không có gì để hy vọng thêm nữa. Những cái người ta hy vọng, người ta kỳ vọng là đã được xác thực rồi, cho nên là thị trường nó không có gì tăng. Bởi vì thị trường tăng là nhờ vào cái sự niềm tin vào tương lai. Anh chị hình dung ha, thị trường tăng là do người ta hy vọng vào một tương lai. Còn nếu mà tương lai nó đã được xác thực rồi thì không có gì hy vọng nữa, và người ta không có thêm lý do gì để người ta mua cổ phiếu nữa hết. Đó là lúc mà chúng ta nên bán anh chị ha. Với Gilead này thì Hoài cũng vẫn còn đang giữ lệnh mua theo setup BB đầu tiên và lệnh nhồi lần đầu tiên chứ. So với lệnh mua setup BB đầu tiên thì Hoài đang có chừng 5,5R lợi nhuận ha, rất là tốt. Và cái lệnh nhồi lần thứ ba này nè, lệnh nhồi lần thứ hai này nè, thì Hoài đã chốt ngay tại cái đường vàng này rồi. Đơn giản là vì cái lần nhồi thứ ba này, cái lần nhồi ngay tại vị trí này là Hoài mua khi giá cổ phiếu nó đã đi được một sóng tăng rồi, như vậy rủi ro nó sẽ được cao hơn. Rủi ro mà càng cao thì chúng ta nên bán càng nhanh anh chị, không có nên giữ lâu. Những cái lệnh mà mình nên giữ lâu nhất là những lệnh mà mình đã mua từ sớm, ví dụ tại quanh khu vực này chẳng hạn, hoặc là chậm hơn chút quanh khu vực này, mình đã mua từ những vị trí sớm rồi thì bây giờ cổ phiếu nó có giảm lại chút thì cũng không có sao. Còn với những cái điểm mua mà nó gần so với giá hiện tại, giá cao thì mình nên bán sớm hơn. Đây là cái cổ phiếu mà Hoài vẫn sẽ tiếp tục theo dõi trong thời gian tới, đơn giản là vì nó tăng theo hình bậc thang một cách bình vững và từ từ, chứ nó không có tăng vọt lên mạnh như là IBM. IBR là giao dịch mà Hoài mới thực hiện vào ngày hôm qua thôi, mới ngày hôm thứ sáu thôi, mới hôm qua. Anh chị cũng có thể mở lại kênh của Hoài xem cái video live trade, quy trình trade cổ phiếu Mỹ của Hoài, Hoài mới lên khuya hôm qua, mình coi lại ha, nếu anh chị có quan tâm về thị trường cổ phiếu Mỹ. Rồi với thằng cái mã IWR này là cái mã ETF của những cổ phiếu midcap, tức là có vốn hóa vừa hoặc có vốn hóa trung bình, thì đây là một tín hiệu tốt cho những cổ phiếu vốn hóa trung bình. Bởi vì cái đợt vừa qua là cái đợt tăng trưởng của những cổ phiếu vốn hóa lớn, bây giờ đến lượt tăng của cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đó, thì cái cú phá vỡ này đánh dấu một cái điểm tích cực, đánh dấu một cái sự khởi đầu tích cực cho cổ phiếu vốn hóa vừa. Đây là cái cú phá vỡ sau mô hình VCP rất là rõ ràng, không khó để thấy mô hình này anh chị hình dung đó, trũng nè và tích lũy. Cái sự nén của nó càng ngày càng co hẹp, và đến một thời điểm là nó bung ra nữa thì chúng ta sẽ bắt con sóng tăng của nó, rất tuyệt vời anh chị ha. Tiếp theo là cổ phiếu NIO. Cổ phiếu này họ đã chốt toàn bộ lợi nhuận của những vị thế còn lại ngay tại đường vàng sau khi giá giảm, và khi giá tăng vẫn còn đang lình xình phía trên. Và ngày thứ hai đã bán 1/2 vị thế rồi. Đơn giản là vì họ thấy sau cái nến tăng này, sau nến tăng này là giá nó đã tăng vọt rất là mạnh đó. Và đó là lý do khi giá giảm trở về là Hoài đã chốt dần dần vị thế. Hoài không muốn những cái lệnh thắng của Hoài đã trở thành những cái lệnh thua hoặc là hòa vốn. Cho nên là Hoài muốn bảo vệ lợi nhuận trong cái khả năng tốt nhất có thể. Và tại sao Hoài lại bán mà không có chờ một cái đợt tăng tiếp theo? Đơn giản là vì nếu mà giá tiếp tục tăng tiếp theo thì Hoài sẽ vào một giao dịch mới. Nếu mà giá tăng nữa thì Hoài sẽ vào giao dịch mới. Còn với giao dịch cũ thì mình nên chốt thôi, bởi vì giá nó có khả năng không tăng nữa hoặc là nó có khả năng giảm xuống luôn. Anh chị hình dung ha, nếu mà nó có khả năng giảm xuống thì cái điểm mua phía trước của mình nó không còn ý nghĩa nữa. Nếu mà giá nó giảm xuống bằng hoặc là thấp hơn so với điểm mua phía trước quanh khu vực này đó, thì như vậy cái lợi nhuận mình kiếm được nó không còn gì hết, thậm chí là chúng ta có thể thua luôn. Cho nên là mình cần phải xử lý theo từng cái điểm mua. Với những cái điểm mua mới thì mình xử lý theo điểm mua mới, còn với những điểm mua cũ thì giá nó giảm xuống tới một mức nào đó gọi là cái mức tới hạn của mình á, mức chịu đựng của mình á, thì mình bắt buộc mình phải bán thôi anh chị. Mình không có lý do để mình chờ đợi vào một tương lai tươi sáng nữa. Hoài tốt hơn là Hoài nên lấy dành cái cơ hội đó cho những cổ phiếu khác đang chuẩn bị phá vỡ ra khỏi điểm pivot. Ok, với giao dịch này thì với điểm mua đầu tiên, anh chị hình dung ha, nếu điểm mua đầu tiên Hoài bán 1/2 ngay tại vị trí gần khoảng chừng 1,6-1,7R và bán toàn bộ ngay tại vị trí khoảng gần 1R. Với điểm mua nhồi thì tệ hơn chút ha, điểm mua nhồi chỉ có một khoản lợi nhuận bé thôi, không nhiều. Đây, điểm mua nhồi thì Hoài chốt
một nửa ha, phía trên nó phần đổ phía trên là quanh khoảng gần 2R và một phần nửa còn lại họ chốt quanh khoảng 0.5R. Tại sao lại ít anh chị? Đơn giản là vì lệnh nhồi của Hoài sẽ được thực hiện ngay tại vị trí giá cao hơn. Khi giá tăng lần đầu tiên là Hoài mua lệnh đầu tiên nè, khi giá hồi trở về ha, hồi trở về và tăng thêm một lần nữa thì Hoài làm nhồi thêm một lệnh tiếp theo, do đó cái điểm mua nhồi nó sẽ cao hơn chút xíu so với cái điểm mua đầu tiên đó. Nhưng cách vào lệnh như vậy sẽ giúp cho Hoài tối thiểu rủi ro, bởi vì trường hợp nếu mà cái điểm mua đầu tiên nó thất bại thì Hoài cái thiệt hại hại rất là bé. Còn trường hợp giá nhồi tăng thêm và mình nhồi thêm lệnh thì cái xu hướng nó được xác nhận là sẽ tăng đó, cái xác suất nó sẽ cao hơn, bởi vì giả sử nếu mà giá giảm thì nó phải giảm chứ đúng không ạ? Nếu mà cái trade của mình nó mà sai á, thì nó phải sai sau khi cái cú phá bờ đầu tiên thì nó phải giảm trở lại. Còn trường hợp nếu mà nó giảm trở lại và nó tăng lên và xác nhận thì khả năng cao là nó sẽ tăng tiếp. Đó là cái logic cho việc chúng ta chia lệnh ra hoặc là chúng ta nhồi thêm lệnh. Rồi bây giờ mình chờ một setup DD ha, hoặc là BB mới khi giá phá vỡ lên ngay tại đường biên đường pivot 16.44 chúng ta có thể mua lại. BMI cũng là cổ phiếu mà Hoài chuẩn bị thoát toàn bộ vị thế ha, vào ngày thứ hai tuần sau. Ngày mốt đó anh chị, ngày thứ hai tuần sau. Đơn giản là vì Hoài không muốn chờ đợi nữa, cái sóng kéo ngược của nó đã vượt quá cái mức chờ đợi của Hoài rồi. Cái điều Hoài mong đợi đó là sau cái thanh nến này nè, sau thanh nến đánh dấu này nè, thì giá tiếp tục bật tăng lên mạnh nữa. Mình coi như đó là một cái cú điều chỉnh tự nhiên thôi. Nhưng thị trường nó đã khiến Hoài thất vọng. Thị trường đã không tiếp tục tăng mà nó lại tiếp tục hai cái nến giảm lớn. Nên là Hoài sẽ để cơ hội đó ha, cho một cái cú phá vỡ lần tiếp theo. Nếu mà giá tiếp tục tích lũy, và phá vỡ lên thêm nữa thì chúng ta sẽ cân nhắc mua vào. Còn hiện tại khả năng cao là giá nó sẽ còn tích lũy. Lúc đó chúng ta nên thoát lệnh và chờ đợi một cái cơ hội khác. Một vài cái cổ phiếu tiếp theo mà anh chị có thể tham khảo ha. Đầu tiên là BK. Này thì mình có thể chờ đợi một cái đoạn nén dày tích lũy thêm quanh khu vực gần đường EMA, chờ đường EMA tiến sát giá lên chút. Rồi trường hợp nếu mà giá phá lên chúng ta có thể mua, được gọi là setup BB. Và mình thấy cái khối hành vi giá này nó nằm cuối một cái sóng kéo ngược ha. Đó, như vậy đây sẽ là một cái điểm mua đầu tiên. CME, cổ phiếu CME thì cũng đã chốt toàn bộ vị thế rồi anh chị, với một cái khoản lợi nhuận bé thôi. Đó. Lợi nhuận khoản lợi nhuận bé, còn với cái điểm mua nhồi thì Hoài bị dừng lỗ, nhưng mà không sao. Cơ bản chúng ta vẫn có thể chờ đợi cái sóng tăng này lên trở lại nè. Rồi nếu mà giá tích lũy thêm, tạo ra cái phần tay cầm của mô hình cốc tay cầm, rồi phá vỡ lên là chúng ta có thể mua. Hoài đặt sẵn cái báo giá là quanh 26.64 nè. Nhưng mà cơ bản là khi giá kích hoạt cái báo giá này thì nó phải tạo, trước đó nó phải tạo ra một cái đoạn nén rồi phá lên thì Hoài mới vào, chứ không phải là nó kích hoạt bằng cách là tăng thẳng từ dưới tăng lên. SPEV này cũng đang tạo ra một cái đoạn tích lũy giống như là cái phần tay cầm của mô hình cốc tay cầm lớn anh chị. Đây, mô hình cốc tay cầm rất là lớn nè. Đó, cho nên là bây giờ mình phải chờ nha anh chị ha. Phải thật là kiên nhẫn chờ đợi. Kiên nhẫn chờ đợi cái sợi tích lũy này. Và mình chờ cái đuôi EMA tiến sát giá nè. Đó. Rồi, nếu mà giá phá vỡ lên chúng ta có thể thực hiện mua. Đó chính là mô hình VCB. Bây giờ thì chưa đâu anh chị, bây giờ nó vẫn còn đang xa lắm. Starbucks họ đặt vẫn cái báo giá này vẫn chưa kích hoạt quanh 99.42. Trường hợp mà giá hồi lên trên nè, rồi tích lũy thêm một vài nến sau đó tăng tiếp thì chúng ta sẽ kích hoạt giao dịch mua, cũng là mô hình VCB luôn. Cổ phiếu Edu ha, Edu thì này mình vẫn phải chờ một đoạn nén dày quanh khu vực này. Đó, như vậy đây sẽ là setup BB anh chị ha. Đó. Đây chính là khối hành vi giá của chúng ta, mình có thể vẽ ra cái khối hành vi giá bên dưới khu vực này. Bây giờ chưa có thì chúng ta chưa vẽ. Đó. Chưa có gì phải vội vàng anh chị. Netflix thì cú phá vỡ mô hình VCB diễn ra vào ngày 8 tháng 10. Mô hình VCB anh chị nhìn ra chưa ạ? Nè, cốc nè, cốc nhỏ hơn nè, cốc nhỏ hơn nữa nè. Đó, rồi giá phá vỡ lên rất là rõ ràng. Nhưng mà hiện tại giá nó đang hồi trở về thì Hoài có thể chờ nó hồi về đường EMA rồi phá vỡ lên lại thì Hoài sẽ thực hiện giao dịch mua. Đó, còn hiện tại thì Hoài sẽ không mua khi giá đang ở mức giá này, bởi vì cơ bản là nó có thể giảm mạnh xuống luôn. Hoài muốn mua khi giá tăng trở lại chứ không phải là mua khi giá đang giảm.
Điều quan trọng ở đây là trước mắt vào ngày 17 tháng 10 thì cái cổ phiếu này nó sẽ có một cái báo cáo doanh thu nhập doanh thu, báo cáo earning đó anh chị, cho nên là mình phải cân nhắc mình nên tránh vào lệnh trước cái ngày này hoặc là ngay chính xác ngày này để tránh những cái thiệt hại thua lỗ không đáng có. Bởi vì trường hợp nếu mà giá giảm mạnh sau cái thu nhập doanh thu này thì cái thua lỗ nó sẽ vượt quá cái mức mà chúng ta có thể chịu đựng được. UNH cũng đang tích lũy tốt một cái mô hình VCV nhỏ. Bây giờ thì chúng ta cần phải chờ cái sự tích lũy nó dày đặc hơn, rồi phá vỡ lên chúng ta có thể mua. Cũng phải cân nhắc ngày earning ha, báo cáo thu nhập doanh thu của cổ phiếu UNH, không vào lệnh trước ngày báo cáo thu nhập doanh thu. ABT thì nó vẫn chỉ đang tạo ra phần cốc thôi anh chị, chưa có phần tay cầm. Bây giờ mình chờ nó tạo ra phần tay cầm ha, không có gì phải vội vàng hết. Đó, rồi khi giá phá vỡ lên khỏi phần tay cầm chúng ta mua. Cũng phải cân nhắc ngày thu nhập earning của nó. Đang tới cái mùa báo cáo earning rồi anh chị ha, báo cáo thu nhập doanh thu. Vào tháng 10 này nè là nhiều cổ phiếu nó có cái báo cáo thu nhập doanh thu lắm. Cho nên không có gì phải vội vàng hết á. Mình có thể chờ qua cái đợt báo cáo thu nhập doanh thu này rồi mình vào lệnh cũng được. Rồi với thằng VRTX này thì nó cũng chỉ đang tạo ra phần cốc thôi. Đó, phần tay cầm chưa có. Bây giờ mình phải chờ phần tay cầm của nó anh chị. Chờ phần tay cầm. Rồi khi giá phá vỡ lên khỏi tầng phần tay cầm chúng ta có thể mua. Đơn giản là vì sao? Vì nếu mà chưa có phần tay cầm thì cái stop loss của chúng ta quá rộng đi. Đó, nếu mà có phần tay cầm thì stop loss của mình nó chỉ là cái phần độ sâu của phần tay cầm thôi. Đó là lý do mà Hoài luôn chờ phần tay cầm. Rồi với thằng LLI này cũng vậy nè. Chỉ mới có phần cốc thôi nè. Đúng rồi. Đây. Chỉ mới có phần cốc thôi. Chưa có phần tay cầm. Bây giờ chờ nó tạo ra đoạn nén bên dưới đường biên đi. Rồi phá vỡ lên khỏi phần tay cầm chúng ta có thể mua. Đây là cổ phiếu Mỹ, tiếp theo là cổ phiếu Việt Nam anh chị ha. Phía Việt Nam thì đang có một cái sự tiến triển tích cực. Vào ngày thứ tư thì giá đóng cửa trên lại đường EMA 21 và kích hoạt một cái tín hiệu mua tiếp theo. Đó, thì bây giờ nó cũng đang tạo ra mô hình VCB nè. Nếu anh chị tin ý có thể nhận ra. Trũng nè. Cũng là mô hình VCB đó anh chị. Thì bây giờ nếu mà giá tiếp tục tích lũy ha, họ đang có một cái cảm giác rất là tốt cho cái chỉ số VNI này. Nếu mà giá tiếp tục tích lũy và cản phá được, phá vỡ lên khỏi được vùng 1.300 thì đó sẽ là kích hoạt một cái đợt sóng tăng trưởng mới ha của thị trường chứng khoán Việt Nam. Bởi vì cái vùng 1.300 này giống như là một cái ngưỡng cản tâm lý vậy anh chị. Nếu mà trường hợp giá phá vỡ qua được và đóng cửa trên một cách rõ ràng dứt khoát thì đó sẽ là một cái mùa rất tuyệt vời để chúng ta kiếm tiền từ thị trường chứng khoán Việt. Cổ phiếu LPB họ đã vào sau khi giá thoát ra khỏi mô hình VCB này nè, đó, VCB nè anh chị. Không hề khó để chúng ta chơi mô hình này ha. Chờ những cái đoạn nén tích lũy và phá vỡ lên, chúng ta có thể vào. Và với giao dịch này họ đã hòa vốn rồi, giờ sắp đến hòa vốn rồi. Tiếp tục nếu mà giá tiếp tục tăng họ sẽ nhồi thêm lệnh. VGS thì chúng ta chuẩn bị tạo ra một cái điểm mua thứ hai. Với điểm mua đầu tiên thì vẫn có chừng 0.5 lợi nhuận, chưa có cái tiến triển gì nhiều. Nhưng nếu giá tích lũy thêm nhẹ thêm tích lũy nhẹ thêm một chút xíu rồi phá vỡ lên thì đây sẽ là một cái điểm nhồi lệnh, hoặc nếu anh chị chưa vào lệnh thì mình có thể vào lệnh đầu tiên luôn cũng được. Điểm pivot của chúng ta quanh 38.87. FPT thì giá đã phá vỡ lên khỏi mô hình VCB rồi. Đó, và stop loss hoặc cũng đã dời đến hòa vốn, như vậy cái trade này nó đã risk free, tức là không còn rủi ro nữa. PVB cũng đã phá vỡ lên khỏi điểm pivot và họ đã mua, nhưng mà cái trade này vẫn còn đang quanh điểm hòa vốn. Trường hợp nếu mà giá phá vỡ lên thêm một lần nữa phía trên, vượt qua điểm pivot thứ hai, chúng ta sẽ thực hiện giao dịch nhồi lệnh. BSR thì chưa phá qua điểm pivot anh chị ha. Điểm pivot của chúng ta của mô hình VCB nè, quanh phía trên 24.8. Đây là mô hình VCB. Đấy, không khó để nhận ra cái mô hình này anh chị ha. Bây giờ khi giá tiếp tục tích lũy và phá vỡ lên, chúng ta sẽ mua. LC thì Hoài cũng đã cắt lỗ cái giao dịch khi giá phá vỡ lên mô hình VCB đầu tiên rồi, nhưng mà hiện tại giá đang cố gắng tạo ra một cái mô hình VCB nhỏ thêm nữa, một cái vùng trũng nhỏ nữa ha. Nếu mà giá tiếp tục tích lũy bên dưới này rồi phá vỡ lên, chúng ta có thể mua. Ok, trên đây là thị trường, tất cả những thị trường mà Hoài đang giao dịch. Nếu anh chị thích video này, để lại cho Hoài một comment tôi quan tâm ha. Đừng quên bấm like cho cái video, tham gia vào kênh Telegram, Hoài để link ở phần mô tả comment đầu tiên nha. Xin chào và hẹn gặp lại.